Nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đúng, tụi tôi là gọi là có một cái tư thế là ghìm nhau, không cho ai ngồi lên cả. Thật sự là hai bạn khách mời ra rất là mắc cười. Duyên dáng quá. Các bạn nói cho tụi tôi ghìm lại. Vô đó. Tôi lo sợ đó. Ai sợ em á? Này chương trình cứ mời lộn Dương Thanh Vàng nhưng mà sao té quá vậy? Họ đẻ trứng. Nó họ mắc cười rồi mình ghìm lại cái họ tự diễn tự quê cái họ bị ấy liền. Họ áp lực liền. Áp lực liền. Diễn không hay hơn họ thì mình nhà bộ mình phải diễn là họ diễn không vui. Đúng. Để họ bị khớp. Ta cảm xúc thật. Còn lúc mà họ diễn là cảm xúc giả thôi. Đúng không? Nói chung là giả hết. Giờ mẹ nói là giờ để biết anh Lâm nói thật hay nói dối là xem anh Lâm nó nói suông mũi không, anh nói bắt. Không biết trả lời cái gì đó. Khổ tâm khổ sở lắm, cũng đầu tư dữ lắm nhưng mà tại vì không còn cái đất mà mình để đầu tư mình trọng dụng nữa. Ác nghiệt vô cùng. Ai mà yếu nghề tham gia chương trình này xong về nghỉ ngưng không làm nghề nữa. Khắc nghiệt lắm. Cái bộ đồ cứ tuyết sáng tay lạnh lâm là kiếm đâu ra vậy? Anh chuẩn bị vô bao lâu ạ? Thiết kế riêng là biên bản trong vòng một tháng lận. Phải trong vòng một tháng rưỡi để em có thể gọi là nêu ý tưởng ra. Mà họp từ bên công ty. Đúng. Tất cả stylist ở Sài Gòn họp lại. Họp lại. Nhưng hồi nãy mọi người ghét mình nó bất ngờ mà. Không ai bất ngờ cả. Không ai bất ngờ cả. Ở đây là được cái ví dụ người ta bất ngờ, người ta cũng diễn nét không bất ngờ. Ví dụ mình diễn mắc cười, người ta cũng diễn cái nét là không mắc cười. Ví dụ Quỳnh Lập Tấn Phát hồi nãy ra mắc cười chứ. Mắc trời cười, tụi tôi ghim. Anh mắc cười mà. Đúng, tụi tôi là gọi là có một cái tư thế là ghim nhau, không cho ai ngồi lên cả. Thật sự là hai bạn khách mời ra rất là mắc cười. Duyên dáng quá. Các bạn nói cho tụi tôi ghim lại. Ôi trời ơi. Ai sợ vô đó. Tôi lo sợ đó. Ai sợ em á? Này chương trình cứ mời lộn Dương Thanh Vàng nhưng mà sao té quá vậy? Tức là thấy những khách mời có tiềm năng mắc cười thì mình phải ghim lại. Ghim lại hết, ghim lại. Không cho họ đẻ trứng. Nó họ mắc cười thì mình ghim lại cái họ tự diễn tự quê cái họ bị ấy liền. Họ áp lực liền. Áp lực liền. Còn nhiều khi mình cười nhiều quá cái họ bị gọi là bị dễ dãi quá. Nói chung là mình mà diễn không giỏi, diễn không hay hơn họ thì mình nhà bộ mình phải diễn là họ diễn không vui. Đúng. Để họ bị khớp. Ờ, cuối cùng nó sang bàn lại với mình. Đúng, để cho họ hòa nhập. Đúng. Chứ không nào mà diễn riêng như vậy. Đó là bài học. Đừng có múa rìu qua mắt thở. Kệ đi em, tiếp tục đi. Tiếp đi. Dạ, hai đầu em chỉ còn một chặng nữa. Quá nhanh. Trôi qua nhanh chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Nấc đi. Bạn bè ơi thương ơi, những còn những gói thì thầy cô. Đúng rồi, đây chặng cuối. Nhưng mà hy vọng là khán giả sẽ yêu thương. Khán giả sẽ gửi mail về chương trình và nói là Chúng tôi không chịu, chúng tôi muốn quay nữa đi. Thì nhà tài trợ sẽ nhảy vô. Thì tôi hy vọng là nhà tài trợ sẽ chú ý. Cái cộng đồng mạng đó, mỗi lần anh Lâm diễn tướng mạng anh nói rất là xung mượt. Nhưng mà lúc anh nói về gia đình mình, ví dụ như lúc anh nói về gia đình mình ở chặng Bình Định á, từ lúc cứ về là có vấn đề hay bất pháp là người ta nức nghẹn cảm xúc dâng trào. Nó dâng lên cái cổ họng cho nên cảm thấy bị nức và cảm thấy bị quá ớ. Cái đó là cảm xúc thật, còn lúc mà họ diễn là cảm xúc giả thôi, đúng không? Nói chung là giả hết. Giờ mẹ nói là giờ để biết anh Lâm nói thật hay nói dối là xem anh Lâm nó nói suông mũi không hay nói bắt. Là không biết trả lời cái gì đó. Cứu tôi. Tiếp đi em. Tôi muốn tiếp. Thông minh lên, nhiều lên. Đúng rồi. Ở trong cái game đầu tiên này á thì mình quyết chiến cái đội đó cũng thế nào ạ? Chơi hết mình chứ em. Chơi hết mình. Tại vì cái này không phải là trò chơi mà trí tuệ nữa, mà là lực, đúng không? Lực điền. Mà lực điền sao qua lại nhóm mình đúng, được. Đúng rồi, trong nước là hài nè, thuộc luôn là điện ảnh ha. Rồi bên kia là Quỳnh Lập hả? Quỳnh Lập là Quỳnh Lập mình luôn. Quỳnh Lập là Hà Mã làng web drama. Rồi ai nữa? Đít Phan. Chiến thần game thủ. Game thủ. Đúng. Đó gì? Ai làm đầu tụi tôi? Nhưng mà trò này chơi trên nước rồi, mình không biết bơi hết rồi. Không. Riêng tôi không biết bơi. Này dưới sình không anh ơi? Vậy hả? Dưới sình không, lại cũng trên nước mà chơi đồng độc mà. Dùng sức mạnh kéo qua kéo lại thôi. Yên tâm. Yên tâm. Vậy phải luôn làng điện ảnh có sợ bị rớt xuống nước không ạ? Không, tại vì ekip rất là chuyên nghiệp, rớt xuống cái lụm liền. Đúng, chúng tôi không sợ rớt nước, rớt miếng mà thôi. Thế luôn là mang niềm vui đến cho mọi người, bé nó ồn quá ha. Mang niềm vui đến cho mọi người, cho nên rớt nước không thành vấn đề, sợ là rớt miếng mà thôi. Mấy em có thể nói bộ đàm được đúng không? Vừa khen chuyên nghiệp xong rồi cầm cái loa nghe mang tay ra. Trời, cái miệng cái ô bạc lưa đó.
em đó. Nói này này. Không, lúc tôi muốn thay phỏng vấn nữa. Nhiều ý kiến cho rằng đó là ai cho Lâm biết anh cũng mặc cặp theo Lâm luôn. Không có nhiều ý kiến cho rằng cái ý kiến của cô thôi. Bây giờ cô đơn đặt nó mà cô gài của tôi là cái cốt vậy thôi. Đúng rồi. Ủa gì vậy? Cái giọng nào vậy? Sao giọng quen vậy? Trời ơi, giọng nghe là biết ai liền á. Ủa, người dân nào mà quạ mặt nặng nề quá vậy? Trời ơi, ôi nhìn sao như chị Phương Nguyên vậy? Ôi nhìn sao như chị Phương Nguyên vậy? Chị Phương Nguyên. Trời ơi mấy anh ơi, mua giùm em đi, sáng về em ế quá. Mua bánh bồng tôm giùm em đi. Chuối giùm anh ơi, vậy hề chuối nè. Hỏi câu chân tình được không? Dạ sao anh? Xâm nhân mại đâu hả? Nhưng mày riêu người ta không có chùi đi đâu có miếng mực nào đâu. Nhưng mà còn cái sụm mũi là riêu hay là sao? Còn cái sụm mũi là riêu hay là sao? Đây hỏi mấy anh nghe gì chưa? Nghe gì? Nghe, gì? Nghe nói cà mau. Nghe nói cà mau. Bảy lần rồi. Hát bảy lần rồi. Nhưng mà cho tụi em hát đi. Bài mới đi. Em nói cái bài này là thế nào mới ảnh. Bài mới đi. Không mà tụi anh còn không? Còn. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi? Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi? Rồi luôn hả? Quay MV rồi. Cái gì hả? Ôi cái này cái gì vậy? Cái ghê chiêu ca. Làm xe luôn rồi. Chị có thể treo ngựa. Chị treo về luôn cho em đi chị. Ok. Chị chèo thiệt nha. Chị chèo thiệt nha. Thương tụi em đi nè. Mới chào đầu mà lấn cấn quá. Trời ơi. Tại vì miền Tây có mấy bài mấy ảnh dành hết rồi. Anh hát hết trơn rồi. Bờ đi, lên bờ đi. Lên bờ đi. Trời ơi. Sao mà hèn vậy? Trời ơi vừa luôn hả? Trời ơi. Cái này gọi là vượt lên nghịch cảnh. Wow. Con chúa liền. Trời ơi. Em sống không có luồng cuối vậy đó. Em sống không có luồng cuối vậy đó. Quê chưa? Trời ơi. Máu là cắm xào trên bờ Kinh Gia 7 luôn đó. Dạ. Cảm ơn chị gái. Dạ. Hồi nãy là em bán gì? Dạ nè em bán bánh phồng tôm. Qua kia. Qua tôm. Qua đây. Qua tôm. Ô, đây yeah. Là hai con ở đều rồi. Chuối à. Ôi. Quên lắp. Chào khán giả đi. Anh lùi hai bước lùi. Là có giật trước rồi hả? Ức mấy đêm ra. Dạ. Lập ơi, tiểu phẩm số mấy vậy? Tiểu phẩm thứ ba. Thứ ba là cười ha ha ha. Ha ha ha. Tao áp lực. 2, 3, action. Ủa? Anh Bảy. À, chị Ba. Anh Bảy đi đâu đây? Tôi đi quay chương trình mỗi ngày một đêm. Chương trình gì mà nghe lạ vậy? Tôi nghe có 2 ngày một đêm thôi. Trời ơi, quay những cái chương trình đó là phải đồng điệu dữ lắm đó nha. Là phải duyên dáng dữ lắm đó. Cho nên là anh có câu gì muốn hỏi tôi không? Biến bản mà nói vậy luôn. Quên đó, tập nhiều tôi phẩm á. Tôi quên đó. Quên tôi phẩm nhiều. Trước khi mà tập á thì thấy nó rất vui. Nhưng mà ở đây người ta bắt miếng mình hết trơn rồi. Tự nhiên em thấy bị yếu nghề á. Sao đâu, mình cứ tự tin đi. Vui mà. Vui. Cười mậu giùm em coi. Vui. Cười mậu giùm em coi. Không có gà nổi. Không có gà nổi. Hỏi đi. Rồi. Tôi đố anh Bảy nè. Ừ.
cái bán mà tay nữa nha. Mấy cái đứa thì chưa kể chuyện mà mắc cười tự thôi. Người dễ bướng lắm nha. Không sành gì à? Không sành gì à? Nó có vô chủ đề chưa? Bạn là biết là cái vụ mà cá này tròn anh người trong mà cá này tròn anh dắp luôn rồi. Cái kia là tất cả mọi người biết cái miếng về cá gì hình tròn rồi đúng không? Rồi. Bây giờ tôi cũng tới hình nữa. Rồi hình gì? Bò gì hình trụ? Bò viên. Sai. Bò kho. Sai luôn. Chứ bò gì? Bò bía. Bò bía. Chắc mình thấy chưa? Không phải là tiểu phẩm của tụi em đến đây là hết. Thật ra là đây là tiểu phẩm tụi em có một cái bài học nhân văn như vậy. Nếu như là trong cái đường đời mà chúng ta có vấp ngã mà mình diễn hài không ai cười đi mà không sao, mình sẽ cố gắng mình trao dồi để mà khi mình quay trở lại mình sẽ diễn hài người ta cái cười nhiều hơn. Đúng rồi, nói chung là vô cái đội hình này là phải hòa chung cái đội hình này. Mà ngày hôm nay hai bạn bán bánh phồng tơ với bánh chuối là có ý gì? Dạ đây, tại vì á bánh phồng tơ mà đặc sản ở Cà Mau đó anh, cho nên là em hóa thân vào người bán bánh phồng tơ dạo. Wow. Giờ tôi phát bán chuối, mặn miếng không hề đuối. Mặn miếng không hề đuối. Nãy giờ thấy đuối nhiều. Thấy đuối nhiều. Rất là vui luôn vì có hai bạn rất là năng lượng luôn. Duyên dáng đó là Võ Tấn Phát và Huỳnh Lâm. Yeah. Đây là những con người gọi là chân chất, chân lắm tay bùn, chân đất ra ruộng. Đó, kiếm cơm áo lo gia đình. Giàu nữa. Ủa nó ra đen nè, nó nơi đen xui hết trơn rồi nè. Qua ngoài giàu tình giàu nghĩa còn có giàu thực lực nữa. Trời. Đây là ông Hậu Đồng. Còn đây là nuôi một gia đình. Dạ, nuôi một chăm lo gia đình. Còn đây, con của ông Hậu Đồng tên là cậu, cậu Vàng. Cậu Vàng. Đội này có tên là đất mũi. Dạ. Một địa danh mà phải đến một lần trong đời. Người ta nói là ở đây nè, mũi kêu như sáu thổi đĩa lên như bánh canh. Ừ. Đất mũi có nghĩa là đất dùng đất rất là nhiều mũi. Còn một cái nghĩa khác nữa là anh em nghệ sĩ chúng mình á là phải là do ve liên tục. Do ve thêm một cái nghĩa nữa. Nghĩa gì em? À, đất mũi. Giờ có một khúc đất mà có hai cái mũi giả rồi. Có một khúc đất mà có hai cái mũi giả rồi. Đó. Nghĩa là nó nhiều cái ý nghĩa đúng lắm. Đúng rồi, có ý nghĩa lắm, mũi giả nhiều lắm. Mũi giả nhiều lắm. Thì đội tôi thì cũng không có của làm nhiều. Bên đây làm tri thức, bên đây làm giả vậy? Giả. Ở đây bác sĩ thiệt làm, ở đây bác sĩ giả là. Không có tri thức là bên này nói chuyện không. Rồi nó bớt vô ve bên đây giới thiệu. Đây là đó, đây là cậu ba, cậu hai. Đây là ông thầy. Thầy dạy đó rồi đi học ở nước ngoài rồi cố gắng đem những cái gì mình biết nhiều về để về gọi là giúp đỡ bà con. Tại vì nghe đó bà con là bị cái cường hạ ác bá bên kia ăn hiếp quá. Rồi, đội này có học nên đặt tên là Học Vấn. Học Vấn. Những ai đã từng đến Cà Mau chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua được thứ đặc sản vô cùng quý hiếm và bổ dưỡng được người người ưa chuộng. Đó là mật ong rừng U Minh. Mật ong rừng U Minh đậm đà chất rừng tràm của vùng đất mũi. Ong ở đây tự đi hút mật, sinh sống và tạo mật nên hương vị rất đặc trưng. Cho nên hôm nay, chúng ta sẽ hóa thành những chú ong để chơi một trò chơi có tên gọi là Ong đi tìm mật. Những con ong. Những con ong. Luật chơi như sau. Chương trình sẽ chuẩn bị hệ thống dàn rồng rọc. Phía dưới chính giữa dàn rồng rọc có một bụi hoa tràm. Lần lượt từng đội sẽ cử một chú ong leo lên để thu hoạch hoa tràm và mang về giỏ của mình. Ba thành viên còn lại sẽ chia ra hai cánh để điều khiển rồng rọc cho ong lấy hoa. Mỗi lần lấy, các bạn chỉ được lấy một cành hoa tràm. Mỗi hiệp như vậy là 2 phút. Có tất cả 4 hiệp đấu. Đội nào càng mang nhiều hoa về thì thành công của đội càng lớn. Dạ. Dạ trước khi chơi trò chơi tôi sẽ hát bài Chị Ông Nâu và Em Bé. 2, 3. Chị Ông Nâu, 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 chị bay đi đâu, đi đâu. Hoa cà chẳng phải bán, ngay mặt xưa chạy cho lại. Cần hoa, em đã thấy chị ba. Bên hoa của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Bên kia mới là cho gì? Đây đi. Ăn học mà sao hát gì ấy. Ăn học mà họ hả hát kỳ quá. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Mm-hmm.
1, bắt đầu. Go. Rồi, kéo, kéo. Giữ anh lại. Kéo, kéo, kéo. Đây, đây. Ủa, cái gì vậy? Ơ, giữ anh lại. Ủa, sao xa quá vậy? Chưa, kéo em vô. Kéo em vô, em chưa tới. kéo vô, Lâm ơi. Để em. Kéo em vô. Kéo ông em vô, em chưa tới. Ông ơi. Rồi. Chị ông, đâu. Chị bay đi đâu. Sao mà ôm xà nẻo vậy? Bye bye. Hoa của ta. Ủa? Kéo lên chưa? Kéo ta lên. Kéo ta lên. Được chưa? Ê! Chưa có bông. Ê! Chưa có bông. Rồi. Kéo ta lên. Yeah. Dũng sĩ Việt ông. Rồi, kéo về. Kéo về. Yeah. Ủa? Anh Giang, kéo lên Giang. Kéo Giang. Kiều Minh Tuấn chơi móc vô cái cây rồi ai mà kéo nổi. Rồi, kéo về. Ủa? Kéo em ra. Sắp rồi, em sắp ra tới nơi rồi. Ây da, trời ơi. Trời ơi, kéo gì mà dữ vậy? Trời, Kiều Minh Tuấn đứng ra cái dây luôn rồi sao trời? Từ từ, ta đang làm nhị ở đây. Kẹt rồi. Rồi lấy về. Từ từ. Rồi hết giờ lục bộ. Trời ơi không ai kéo em ra hết. Kéo ra là bên kia. Bên anh kéo ra. Thì anh kéo vô rồi bạn không chịu kéo ra. Anh chưa kéo Hiếu vô sao em ra được? Đúng rồi, em chưa có ra tới nơi. Anh kéo Hiếu vô rồi. Không lấy được bông, chưa lấy được bông. Một. Hai. Ba, bốn. Trời ơi, thua năm. Năm. Bốn à. Ok. Mình được nhiêu à Hiếu? Bên đây được... Một. Hai. Một. Hai. Rồi, hai. Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.